Kasper Ruud toàn thắng trong các lần đối đầu trước Yao Suasa. Tuy nhiên, các trận thắng của tay vợt người Na Uy đều rất vất vả. Và lần tái đấu sau một năm, điều đó cũng không ngoại lệ khi Yao Suasa thăng hoa với chiến thắng trong set 1. Tuy nhiên, sự ổn định chính là thứ mà tay vợt chủ nhà còn thiếu. Bởi sang đến set 2 và set 3, Yao Suasa không chỉ có nhiều tình huống phán đoán sai, mà thêm vào đó nhà vô địch giải đấu năm 2018 cũng lựa chọn những cú đánh không hợp lý. Trong cuộc sau 2 giờ 15 phút thi đấu, Kasper Ruud lội ngược dòng với tỷ số 4-6, 6-2 và 6-2. Đây là chiến thắng thứ 100 của tay vợt người Na Uy trên mặt sân đất nện. Tại vòng 3, Ruud sẽ đối đầu với Sebastian Baez. Trong khi đó, trận cuối trong ngày, hạt giống số 3 của giải là Davidovich Fokina không gặp nhiều khó khăn để vượt qua đối thủ người Pháp Van Aert. Xuyên suốt trận đấu, những gì tốt nhất trên mặt sân đất nện đều được tay vợt người Tây Ban Nha thực hiện. Từ những tình huống chuyển đổi trạng thái cho tới những pha bóng tấn công, Davidovich Fokina đều đạt được độ chính xác cao và cùng với đó là tận dụng thành công 3/8 cơ hội bẻ game. Hạt giống số 3 giành chiến thắng sau 2 set với tỷ số 6-3 và 7-5. Đối thủ tiếp theo của Davidovich Fokina là người thắng trong cuộc đối đầu sớm nhất trong ngày giữa Seiji Nato và Fabio Fognini. Cuộc nội chiến giữa những tay vợt người Italy đã đem đến rất nhiều hấp dẫn cho khán giả Bồ Đào Nha. Mỗi tay vợt đều có cho mình một set thắng và buộc cho trận đấu phải bước vào set quyết định. Tại đây, chìa khóa để giúp cho Seiji Nato vượt qua tay vợt đàn anh là những cú ra bóng. Seiji Nato ghi 11 điểm ace và giữ được tỷ lệ ra bóng 1 ăn điểm 78%. Qua đó, tay vợt hạng 96 thế giới có mặt ở vòng tứ kết với chiến thắng ngược dòng 4-6, 6-3 và 6-3. Trong 4 trận còn lại của vòng 2 giải Estoril Open sẽ diễn ra vào tối nay. Đáng chú ý có sự hiện diện của Dominic Thiem vào lúc 19 giờ. Kế đến hạt giống số 2 Hubert Hurkacz sẽ ra sân vào lúc 21 giờ.